Tòa Giám mục Thái Bình, số 6 Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Thư kêu gọi cứu trợ. Kính gửi quý đức ông, quý cha, quý nam nữ tu sĩ, chúng sinh cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa giáo phận Thái Bình. Thưa quý đấng bậc và cộng đoàn, qua các phương tiện truyền thông và qua việc nắm bắt tình hình thực tế, mọi người đều biết bão số 3 Yagi đã đổ bộ vào khu vực Bắc Bộ của Việt Nam với sức tàn phá khủng khiếp và gây ra những hậu quả thảm khốc về nhiều mặt. Chưa dừng lại ở đó, hậu quả kéo theo của nó là hoàn lưu, lũ quét, sạt lở còn dai dẳng và tai hại hơn rất nhiều. Tại Bắc Bộ đã liên tiếp xảy ra mưa rất lớn trên diện rộng và việc xả đập các thủy điện đã gây ra lũ ống, lũ quét kèm theo ngập lụt và sạt lở đất. Dọc theo ven sông Hồng có nhiều giáo xứ, giáo họ trong giáo phận Thái Bình thuộc các vùng trũng thấp đang bị ngập lụt. Nhiều tuyến đê đang có nguy cơ bị vỡ, đe dọa đến tính mạng nhiều người, nhiều gia đình. Mặt khác, người dân Thái Bình và Hưng Yên chúng ta đa số làm nghề nông nên nhiều nơi có nguy cơ mất mùa cao do đồng lúa bị ngập lụt. Mặc dù cũng gặp khó khăn nhưng chúng ta còn có thể tự khắc phục được, và trong tinh thần lá lành đùm lá rách, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Đặc biệt trong tình bác ái yêu thương Kitô giáo, tình hiệp nhất trong đức tin, chúng ta hướng về để cầu nguyện, an ủi và nâng đỡ anh chị em đang gặp khổ đau do bão lụt hoành hành. Để hiệp thông chia sẻ với các nạn nhân, đặc biệt với các tín hữu tổng giáo phận Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Hóa, Hải Phòng, tôi khẩn thiết kêu mời mọi thành phần dân Chúa giáo phận Thái Bình thực hiện những việc cụ thể như sau. 1. Hy sinh, ăn chay cầu nguyện, chia sẻ với các nạn nhân. Cụ thể, ngày thứ Sáu, 20 tháng 9 năm 2024, toàn giáo phận thực hành việc ăn chay cầu nguyện, hy sinh chia sẻ với các nạn nhân. Xin mọi thành phần dân Chúa giảm chi tiêu trong ngày này. Số tiền thu được sẽ gửi về Tòa Giám mục Thái Bình, sau đó sẽ được nhanh chóng chuyển tới các tòa giám mục nơi có các vùng bị thiệt hại do lũ lụt sạt lở. Riêng Tết Trung Thu năm nay, xin các con thiếu nhi hy sinh những phần quà của mình cho các bạn thiếu nhi tại các vùng bị thiên tai. Xin quý cha, quý giáo lý viên và huynh trưởng không phát quà cho các em, nhưng dùng số tiền quà đó cho các bạn thiếu nhi tại các giáo phận đang gặp lũ lụt. 2. Trong giáo phận, xin các cha xứ và các giáo xứ đang ở vùng an toàn dành quan tâm đặc biệt để kịp thời nắm bắt thông tin và đến tận nơi để cứu trợ khẩn cấp cho các giáo họ và giáo xứ đang bị ngập lụt. Dọc theo ven sông Hồng, các nhà thờ, nhà xứ luôn mở cửa sẵn sàng để đón tiếp mọi người không phân biệt tôn giáo đến trú ngụ trong những tình huống khẩn cấp. Các cơ sở của Tòa Giám mục Thái Bình dành ưu tiên đón tiếp những người bị mất nhà cửa. 3. Ban Caritas giáo phận và Hội lòng Chúa thương xót cần nắm bắt thông tin chính xác và hỗ trợ kịp thời những nhu yếu phẩm cần thiết như thực phẩm, thuốc men, chỗ ở cho những người đang cần trợ cấp. 4. Đối với anh chị em Thái Bình đang sinh sống ngoài giáo phận, những tổ chức từ thiện, những doanh nghiệp, những công ty, những nhà hảo tâm, con em Thái Bình, xin hãy hướng về những nơi đang bị lũ lụt, sạt lở bằng lời cầu nguyện, bằng sự động viên an ủi và nhất là bằng sự giúp đỡ những nhu yếu phẩm thiết yếu một cách kịp thời. Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, lời Thầy Chí Thánh nói với những người công chính
mà chúng ta thường nghe trong tin mừng. Vì khi ta đói các ngươi đã cho ta ăn, ta khát các ngươi đã cho ta uống. Giờ đây đang được thực hiện hóa bằng lời Ngài nói, khi ta bị bão táp, lũ lụt, mất mùa, các ngươi đã cứu trợ kịp thời. Và ước gì mỗi người chúng ta sẽ không phải nghe lời Ngài trách móc, vì xưa ta đói các ngươi đã không cho ăn. Xin chân thành cảm ơn anh chị em, và xin phúc lành của Thiên Chúa luôn ở mãi nơi anh chị em. Tòa Giám mục Thái Bình ngày 12 tháng 9 năm 2024, Đa Minh Đặng Văn Cầu, Giám mục Giáo phận Thái Bình. Lưu ý, xin quý cha đọc thư này trong các thánh lễ Chúa Nhật 24 thường niên. Mọi giúp đỡ xin liên lạc với cha Tổng Quản lý Du Xe Bùi Văn Phương. Số điện thoại 0904106522. Tên tài khoản Tòa Giám mục Thái Bình. Số tài khoản 112-0000-69-481. Tên ngân hàng Vietinbank Thái Bình. Tiền gửi về xin ghi rõ nội dung tiền giúp bão lụt